Mỹ thông báo đã phê duyệt bán cho Israel đạn pháo kích cỡ 155mm cùng các thiết bị liên quan với tổng trị giá hơn 147 triệu đô la Mỹ, vận dụng điều luật khẩn cấp cho phép chính phủ phê duyệt không cần quốc hội xem xét. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, phía Israel yêu cầu bổ sung cầu chì, mồi và thuốc nổ 155mm vào các thương vụ mua bán quân sự trước đây, tăng tổng chi phí ước tính từ 97 triệu đô la Mỹ lên 148 triệu đô la Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ xác định rằng, trong các tình huống khẩn cấp cần phải bán ngay lập tức số vũ khí trên cho chính phủ Israel, bỏ qua quy trình thông thường cần quốc hội xem xét. Số đạn pháo nói trên sẽ được xuất từ các kho vũ khí của quân đội Mỹ. Hồi đầu tháng này, điều luật tương tự đã được vận dụng để phê duyệt bán cho Israel gần 14.000 đạn pháo tăng cỡ 120mm. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và nhóm Hamas vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp hòa bình.